Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Jurassic Dino Pixel. Tên là gì nhỉ? Mình không nhớ tên lắm. Nó mang tên là Jurassic Pixel Grab Dino Again. Thì đây là một tựa game khủng long nhưng mà lại mang phong cách của Minecraft. Khá là hay anh em ạ. Thì mình mở luôn con này ra cho anh em xem nhé. Có gì đây? Quả trứng ạ. Quả trứng khủng long ạ. À, con này là một con T-Rex. T-Rex hệ đất à? Phải không nhỉ? Dasplatosaurus, một con hệ hỏa. Khá là dị. Thật sự là khá là dị. Nếu mà so đây là con một khủng long bạo chúa này. Đây con này con là gì? Con này cũng là con khủng long bạo chúa à? Tiến hóa lên cái anh em ơi. Cho thêm 50 đá để cho tiến hóa lên nào. Nhìn đẹp phết nhỉ. Tiến hóa này bạn ơi. Lên. Đẹp phết. Con này lên được level 50 anh em ạ. Khủng đây. Lên tiến hóa đây. Đây rồi. Đây rồi. Ok, đây là con level 50. Máu là 4000 máu. Công là 700 công. Thủ là 387. Và khắc hệ là 2560 chẳng. Có thể là như vậy chứ. Rất rất có thể tăng file carrot. Mấy cái này thật ra nhiệm vụ mình không cần làm đâu anh em ạ. Mình mua, thích mua trứng gì thì mình mua thôi. Quan trọng gì? Ở đây up xong rồi nè. Breeding xong rồi nè. À, đây là hai con hôm qua đúng không? Hai con hôm qua để tạo ra trứng gì đây? Cùng xem nào. Chúng ta sẽ phải mua cái Earth Habitat. Thế sao mình không nâng cấp mấy cái Habitat này lên nhỉ? Không lên được anh em ơi. Mỗi một cái nó chỉ tối đa được hai con khủng long thôi. Nha. Làm sao mà có thể lại đây. Loại bỏ cây cối các kiểu ở xong mình mua thêm những một khu đất nữa. Cái này giống cái ấy, vãi nồi thề. Giống Minecraft vãi cả nồi luôn anh em nhá. Đây rồi. Con khủng long béo rồi anh em ơi. Machop kề. Con này có thể level 50 rồi anh em ơi. Đẹp phết nhỉ. Tiến hóa. Rồi, tiến hóa thêm này anh em. Chúng ta cho lên level 50 nhé. 40. 50. Bé thế. Con ma chóp bé thế nhỉ. Xem nào. Có những con đẹp lắm anh em ạ. Đây, ví dụ như con này chẳng hạn này. Con này không biết mua bằng đâu ở đâu luôn ý. Ok, cái này phải mua bằng tiền ạ. Một số con phải mua bằng tiền anh em. Con gì đấy? Con chim ạ. Con chim pixel. Con này cũng đẹp này. Ấy à, nhìn trông nhiều con đẹp ta. Triceratops. Triceratops thôi, có một con. Đang sở hữu một con Triceratops rồi. Nhiều loại khủng long lắm anh em ơi. Thoải mái để anh em có thể lựa chọn nhá. Cái này nó thay đổi thành cái pixel ấy. Nhìn nó hay ghê nhá. Nhờ. Một số con thì nó không ở cái trạng thái pixel nhá. Một số con thì lại khác. Nhiều. Thế nhờ, nhiều khủng long thế nhờ. Wow, đây là những con ở phía sau. Mấy con phía sau nó không phải là pixel rồi anh em ạ. Holy shit. Hippolodon. Ok. Không cần nói nhiều nữa. Con này hôm qua đẹp quá. Không biết là anh em thế nào nhưng con này hôm qua đẹp dã man luôn. Mình đang chọn những con nào gọi là mạnh nhất và đẹp nhất mình mang đi đánh nhau anh em nhé. Con ở đây thì có một con Triceratops. Một con tam giác long. Đánh nhau nào bạn ơi. Mình nên chia tập con nào đây? Chúng ta chỉ được phép chọn 3 con trong cái phần chiến đấu này thôi anh em nhá. Mình sẽ bỏ bớt một số con mà mình đã có khủng long cổ dài nhưng khá đẹp nhỉ. Nhưng mà mình sẽ lấy một con hệ đất mình vừa mới sở hữu vào nhá. Con này cũng được anh em ạ. Fury Catcher. Ây à, chết luôn ạ. Ghê gớm à. Đổi con Triceratops lên. Hydropom 15.000. Không chết đúng không? Và thay đổi con này theo. Hệ lửa và hệ nước gặp nhau là kiểu gì là cũng sẽ bị khắc hệ anh em ạ. Nhưng mà không vấn đề gì. Rock Shower. Xong ngay. Collect Gold. Ê, tôi có thêm một con mới này. Bên này có cả bạch tuộc. Dị vãi lều luôn. Đây. Con khổng lồ mà lúc nãy ta đã được từng dùng đây. Con gì ấy nhỉ?
Chia con này vẫn đẹp này, con này rất đẹp luôn nhé, mình rất thích cái con này luôn. Các bạn anh em thấy không, đây con này đẹp dã man luôn. Và chúng ta lại ở dưới biển, nói con này hệ nước anh em ạ, con này tên là Furu. Ồ, 53.000 máu, có soi bé tí luôn. Đây, cho con ma chóp vào lên nhá. Con này cũng là một con hoàn toàn mới của chúng ta, rất 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 mới luôn. Ok, Poison Speech 42.000. Yeah, ta thì thôi. Ra thêm là một con khủng long vàng vàng. Con này là ở đâu ra? Chơi tiếp tục sang bên này thôi anh em. Đây là team level 50, có con level 40, con level 25. Đây, con này chính ra cũng đẹp. Cuộc chiến đấu boss à? Boss battle. Boss battle rồi. Boss battle, mình sẽ sử dụng cái con lửa đẹp quá. Con khủng long, con bạo chúa hệ lửa đẹp dã man luôn. Poison Spirit. Cân hết mà. Nó bảo là level mình đấy, level max rồi. Bọn này nó... Ui, con này đẹp đấy. Mà này tôi sẽ mở khóa được cái con Spino đấy, phải không ta? Ui, con này đẹp này, con Trike đẹp dã man, nhiều con đẹp lắm. Có tiền là mình cũng mua đấy. Không được dành làm gì à? Dĩ nhiên rồi. Poison Spirit Furo. Wow, con này khỏe thế, 53.000 máu kìa. Chắc đấm hit cũng giết được nó rồi nhỉ, theo mình đoán. Ôi, không giết được. Chết rồi, ôi, may nhá, nó cắn thường. Nó không phải tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thì quả đấy chắc mình cũng tèo rồi đấy. Con Prinacofale. Đẹp nhờ. Khá đẹp với con này. Ok, anh em đợi mình một giây nhá. Ok, mình phải mở cửa cái. Xong rồi đây, chúng ta có con mới anh em ạ. Mình thấy vừa lúc nãy vừa mới thấy xong. Có một con Spino rất đẹp. Phải nói là cực đẹp. Mình đang muốn up con đấy. Spino ở đâu nhỉ? Đây, hóa này. Spino, Saurus. Như vậy là các ngươi muốn cho vào đây à? Fight Habitus. Đẹp thế. Mua rồi. Mua môi trường lửa rồi anh em. Mỗi cái nó chỉ chứa được 2 con anh em. Lên cấp rồi, lên cấp rồi. Đẹp dã man luôn. Cho đi tiến hóa, cho vào trong team là quá đỉnh luôn. Mark level Richard. Đây rồi, Spino. Chỉ có level 25 thôi. Nhưng mình thích là được rồi anh em ạ. Không quan trọng. Chúng ta không quan trọng. Triệu tập gì đây? Triệu tập khủng long à? Chưa khủng long anh em ạ, mình như mình sẽ cho được thêm một con vào nữa, bỏ con này đi và cho Spino vào. Spino đẹp thế, to nhất hội luôn anh em nhờ. Spino bây giờ là to nhất hội luôn anh em ạ, đẹp đẹp đây. Full place 6680 máu. Fire Breezer. Ê, khỏe nhỉ, khác biệt hoàn toàn so với con kia. Ice Terros, cái này level con nồi này không lên được level 31 thì đố mà dùng một chiêu cuối luôn. Really? Cái có gì đó sai sai không anh em? Thật sự là có cái gì đó nó rất là sai ở bên này luôn ý. Thật luôn là có gì đó rất sai. Mình cũng không biết là sai ở như nào nhưng mà vấn đề là rất sai lầm. Ok, ui, chết đây, Rock Sower. Chết mày đấy cưng. Làm thế nào mà có thể đấu lại được mình? Mình rất có khỏe, đây là một con
con gì nhỉ, con gì mà ăn thịt mà loại nhỏ nhỏ ấy nhỉ? Raptor, rất là giống luôn nha. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nha, bye bye.